Mình bỏ vốn ra đấy là 3 tỷ, 10 tỷ, mình cũng không khẳng định là mình có thể kiếm 200 triệu một tháng. Và với em quay chúng ta không bỏ đồng nào. Anh chị thì lấy gì để có 200 triệu một tháng ạ? Chắc chắn thế là gì ạ? À? Mình phải bỏ ra cái gì chứ? Không thể nào tự nhiên em được. Đúng ạ. Nếu mà vào đây thời gian thì không bỏ, công sức thì không bỏ luôn. Phóng to lên tí, đúng không ạ? Và cẩn thận với những cái gì mà mình phóng to lên nữa đâu có thành thật. Nên là
200 triệu. Đúng không ạ? Sinh ra thu nhập của chúng ta phải 200 triệu vì là chạy thêm cô xe đến cổ xăng. Đúng không ạ? Thế vậy thì sinh ra đến bây giờ chúng ta phải phải có đấy là 200 triệu thu nhập. Vậy thì điều không biết là ước mơ của anh chị đem đến với một cái bài toán thôi, không phải ước mơ đâu mà nó còn mục tiêu thôi. Đúng không ạ? Để thay đổi cuộc sống của mình thôi. Thì anh chị muốn cái đằng trước thì đằng sau. Và cũng không biết là công việc của anh chị đang là gì. Và như vậy có đạt được cái ước mơ này không? Nếu mà đạt được, chúc mừng anh chị. Bởi vì chưa chắc là mình đã cần phải làm một quân. Đúng không ạ? Chỉ cần công việc của anh chị đạt được là tốt rồi. Thế nếu mà công việc của anh chị không đạt được, vậy anh chị là hỏi nhận ăn quên làm được không? Đúng không ạ? Nếu mà ăn quên làm được, các anh chị có làm không? Anh chỉ có cơ hội không? Nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất thì hãy có một cái suy nghĩ thành công ăn quên sẽ lại thấy.